Ngày 28 tháng 3, tại Cần Thơ diễn ra hội thảo chuyển dịch xanh, thách thức cơ hội cho doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long và các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam Green In tổ chức. Mục tiêu hội thảo nhằm cập nhật và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về tác động của những chính sách ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính trong nước và quốc tế tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với đó là thảo luận và làm rõ cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp về giảm phát thải khí nhà kính hướng đến sản xuất xanh cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính và tư vấn chiến lược giảm phát thải, phát triển bền vững, hướng tới net zero. Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã nghe các chuyên đề về tác động từ các chính sách giảm phát thải khí nhà kính trong nước và quốc tế tới doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thực trạng doanh nghiệp hiện nay trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, những thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, tín chỉ carbon và thị trường carbon. Các chuyên gia cũng dành thời gian tư vấn cho các doanh nghiệp về chuyển dịch xanh như cách xác định nguồn phát thải chính trong chăn nuôi, trồng trọt, định hướng khi doanh nghiệp chuyển sang dùng năng lượng tái tạo. Đại diện một ngân hàng cũng chia sẻ về nguồn tài chính xanh hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chuyển dịch xanh mà đơn vị này đang làm.